Bài 14, Công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước thời Ngô, Đinh, Tiền Lê năm 938 đến năm 1009. Trong gần một thế kỷ sau ngày giành độc lập, vận mệnh dân tộc thường xuyên lâm nguy bởi các thế lực cát cứ cũng như tham vọng xác lập lại ách thống trị ở nước ta của phong kiến phương Bắc. Các vua thời Ngô, Đinh, Tiền Lê đã thực hiện những gì để chấm dứt cát cứ, củng cố nhà nước non trẻ và chống giặc phương Bắc? Đời sống văn hóa, xã hội thời này có những điểm gì nổi bật? Em hãy xem video và hoàn thành các nội dung bên dưới. Ngô Quyền đã làm gì sau khi giành độc lập? Việc Ngô Quyền lên ngôi vua có ý nghĩa gì? Ông đã tổ chức bộ máy nhà nước như thế nào? Vẽ sơ đồ tổ chức nhà nước thời Ngô và rút ra nhận xét. Đại thắng Bạch Đằng Giang năm 938 đã đập tan mưu đồ xâm lược của quân Nam Hán, chấm dứt hoàn toàn thời kỳ Bắc thuộc kéo dài trên 1.000 năm trong lịch sử dân tộc ta. Năm 939, Ngô Quyền xưng vương, đóng đô ở Cổ Loa, lập ra nhà Ngô. Đại vương Thiên Tuế, Bình Thân, nước ta đã trải qua hơn 1.000 năm Bắc thuộc. Chúng đã vơ vét không ít sản vật tài nguyên, khiến dân ta lầm than đói khổ cơ cực trăm đường. Nay đất nước đã sạch bóng quân thù, thế nước đã khác. Việc cấp bách của chúng ta là phải xây dựng nền móng của một dân tộc tự chủ. Bẩm đại vương, hạ thần thiết nghĩ cần chỉnh đốn triều cương cho thật quy củ, trên dưới đồng lòng, ắt dân giàu nước mạnh thuể. Thưa đại vương, việc sắp đặt quan chế, triều nghi và sắc phục cho triều đình ta thật cần kíp. Có phép nước và các quy định lễ nghi rồi, thì từ vua quan đến dân chúng, ai nấy thi hành nghiêm chỉnh sẽ giữ yên được kỷ cương, tất đất nước được phồn thịnh phát triển. Nay ta giao bổ lại, cắt đặt trăm quan từ cấp phủ tới châu, huyện, xã. Các quan từ trên xuống dưới quản lý địa hạt của mình, định kỳ hạn báo cáo tình hình lại cho quan trên. Bộ lễ chế soạn triều nghi, sắc phục cho triều đình để phân biệt vua tôi quân thần. Ai vi phạm, căn cứ mức độ nặng nhẹ khác nhau mà nghiêm trị. Chúng thần xin tuân lệnh đại vương. Bẩm đại vương, chúng thần đã soạn ra trăm quan từ cấp thôn, ấp tới châu phủ. Nay trình đại vương xem xét và ban bố. Các khanh làm tốt lắm, đáng khen. Còn về triều nghi và phục sắc, bộ lễ làm tới đâu rồi? Dạ, bẩm đại vương, chúng thần đã soạn ra một bộ triều nghi bao gồm các phép tắc trong cung, các luật lệ cho từng đối tượng, từ nhà vua đến các quan. Tất cả đã được ghi lại trong cuốn sổ này, kính dâng đại vương xem xét ạ. Thưa đại vương, chúng thần đã hoàn tất việc quy định sắc phục, từ hình dáng mũ, áo, hài rất chi tiết và tỉ mỉ. Mỗi chức quan là một hình dáng áo với màu sắc hoa văn khác nhau. Khi nhìn vào, có thể phân biệt được chức trách của vị quan đó trong triều đình ạ. Nay ta giao bộ hình và bộ công nghiên cứu về việc xây dựng canh đông, thúc đẩy sản xuất, buôn bán giao thương. Bên cạnh đó, soạn các điều cấm kỵ và hình phạt để nghiêm trị những ai vi phạm. Tuân lệnh đại vương! Quốc gia cần có kỷ cương, phép nước, như vậy mới mong nền móng nước nhà vững như bàn thạch. Ngô Quyền, người đã đánh tan quân xâm lược Nam Hán, bước đầu thiết lập nền tự chủ, đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển lâu dài của quốc gia phong kiến độc lập. Năm 944, Ngô Quyền qua đời, thọ 47 tuổi. Để ca ngợi tài đức của ông, sử thần Lê Văn Hưu đã nhận định ông là vua của các vua.
Tổ chức bộ máy nhà nước còn đơn giản nhưng được thống nhất từ trung ương đến địa phương, bước đầu đã thể hiện ý thức độc lập và tự chủ dân tộc. Việc quyết định bỏ chức tiết độ sứ, thiết lập chính quyền độc lập của Ngô Quyền đã chứng tỏ nền độc lập dân tộc được khẳng định, vị thế của đất nước đã khắc trước. Đây cũng chính là nền tảng căn bản cho công cuộc phát triển đất nước sau này. Hoàn thành các nội dung về anh hùng dân tộc Ngô Quyền.